Hello, welcome back to our series of videos to help you improve your reaction skills with the topics. Và chào bạn đã quay trở lại với chuỗi video hướng dẫn bạn luyện tập phát triển kỹ năng phản xạ thông qua chủ đề. You know, nowadays the people are very concerned about virus and it's called corona. And the topic today will be coronavirus. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là chủ đề về virus corona. Are you ready to practice with our lesson today? Bạn đã sẵn sàng để chúng ta thực hành bài học ngày hôm nay chưa? Ở mỗi bài học thì bạn sẽ được luyện tập về từ vựng này, luyện tập về cấu trúc này, luyện tập về khả năng nói, phản xạ nhanh. Và điều tuyệt vời hơn nữa, đó là khi chúng ta luyện tập theo cái cách thức, cái cơ chế này, thì bạn sẽ sử dụng tiếng Anh một cách dễ dàng mà không cần phải vất vả theo như cách thức truyền thống. Now, let's start. Như thường lệ thì phần đầu tiên thì thầy sẽ nói một câu. Nhiệm vụ của bạn khi bạn nghe thấy câu đó, bạn sẽ nói là gì? Đây là bước đầu tiên để chúng ta thư giãn và thả lỏng. Sau đó thầy sẽ đặt những câu hỏi xoay quanh cái câu mà thầy đưa ra. Và bạn hãy tập trung và trả lời, đưa ra câu trả lời thật nhanh và đầy đủ bạn nhé. Are you ready? Yes. Và để chúng ta thực hành một cách tốt hơn thì thầy sẽ cởi khẩu trang ra, bởi vì ở đây chỉ là phần tương tác để cho bạn có thể hình dung rõ hơn về bài học. Còn chúng ta tiếp xúc thông qua video này thì sẽ không cần phải lo ngại điều gì cả. Alright. Very good. Now, let's start. There is a very dangerous virus. Có một con virus vô cùng là nguy hiểm. There is a dangerous virus. Is there a very friendly virus? No, it's not friendly. It's a dangerous virus. Are there two dangerous viruses? Not two. A dangerous virus. What is there? There is a dangerous virus. Is there a dangerous tiger? Not a tiger. A dangerous virus. There is a dangerous virus. How many dangerous viruses are there? How many? Just one. There is a dangerous virus. It is called corona. Is it called SARS? No, not SARS. It's called corona. Is it called HIV? No. It is called corona. What is the name of the virus? The dangerous virus. What is the name? Corona. It is called corona. It was first identified in China. Was it first identified in Laos? No, not Laos. It was first identified in China, Wuhan, China. Was it first identified in Bangkok, Thailand? No, not Thailand. It was first identified in China, Wuhan, China.
Where was it first identified in? In China. It was first identified in China. Was it first identified in Singapore? No, not Singapore. It was first identified in China. Oh, was it second identified in China? No, it's not second. It was first identified in China. Ah, okay. The spread of the coronavirus is very fast. Đó, tức là cái tốc độ lây lan của nó thì rất là nhanh. The spread of coronavirus is very fast. Is the spread of coronavirus very slow? No, it's not slow. It's very fast. Is the spread of loving somebody very fast? No, it's not loving somebody. It's the spread of coronavirus. What is so fast? Yes, the spread of coronavirus is very fast. Oh, thousands of people were infected and hundreds of people were killed. Oh, no. Were thousands of people killed? Thousands of people were infected. Có hàng nghìn người là bị lây nhiễm. Okay, infected. Were two people infected? Thousands of people were infected. Were thousands of dogs infected? Not dog, okay? Thousands of people were infected. Who were infected? Thousands of people, the human beings, right? Thousands of people were infected. Hundreds of people were killed. Và có hàng trăm người là bị tử vong. Were thousands of people killed? No, not thousands of people. Hundreds of people were killed. Oh, no. So sad, right? Okay. How many people were killed? Hundreds of people were killed. We should protect ourselves by wearing face mask, washing hands frequently. Oh, how do we protect ourselves? Yes, wearing face mask and washing hands frequently. Chúng ta cần phải đeo khẩu trang này và rửa tay một cách thường xuyên. Should we kiss the others frequently? Of course not, okay? Don't do that. We should protect ourselves by wearing face mask and washing hands frequently. Not kissing. It's dangerous, okay?
Should we eat food outside frequently? No. We should wear face mask and wash hands very frequently. Okay. And be careful to join the crowd. Và hãy cẩn thận khi tham gia đám đông. Should we be careful to join the wedding? Yes, we should. Okay, we should be careful to join the crowd. The crowd can be the wedding, the festival. Yeah, some kinds of parties. Và chúng ta cần phải hết sức cẩn thận khi tham gia những đám đông. Có thể là đám cưới này, có thể là lễ hội này, có thể là những cái bữa tiệc này. Because there are so many people and you don't know how the people can infect the disease to you. Và bạn sẽ không thể biết được là mọi người có thể là lây nhiễm cho bạn hay không. Okay, so be careful to join the crowd. Should we be careful to learn English? No, we should be careful to join the crowd. So, what should we do to protect ourselves? Yes, we should wear face mask and wash hands frequently and be careful to join the crowd. Very good job. So, that's it for the lesson. You can practice this lesson one or two times every day for 1 week until you can really master all the phrases, the sentences. You can answer my questions very fast. And that is the end for our topic today. Rồi, và ở phần chủ đề ngày hôm nay thì bạn hãy thực hành một ngày 1 cho đến 2 lần và thực hành trong một tuần để bạn nhuần nhuyễn tất cả những cụm từ cũng như là các cái câu mà chúng ta luyện tập cho đến khi bạn thể trả lời rất nhanh các câu hỏi mà thầy đưa ra. Và thầy sẽ hẹn gặp lại bạn ở trong bài học tiếp theo. Và đừng quên bấm vào nút like, nút đăng ký nếu như bạn yêu quý thầy. Và nếu như bạn là fan của thầy thì hãy chia sẻ video này cho những người bạn của mình để mọi người cùng học và thực hành tiếng Anh mỗi ngày nhé. So, enjoy your learning. See ya!